Hoa hậu Đỗ Thị Hà dương tính với SARS-CoV-2. Sáng nay ngày 23 tháng 12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chia sẻ trên trang cá nhân, đáng lẽ ra bây giờ Hà đang trên chuyến bay về Việt Nam, về gặp lại bạn bè và gia đình sau một quãng thời gian dài. Nhưng có những chuyện dù mình không muốn nhưng nó đã xảy ra. Hà đi test PCR và nhận được kết quả dương tính với COVID-19. Trước diễn biến bất ngờ này, Đỗ Thị Hà sẽ phải ở lại Mỹ cho đến khi khỏi mới có thể về nước. Hiện sức khỏe của cô vẫn ổn và tinh thần rất lạc quan để điều trị. Chỉ trong một giờ sau khi thông báo trên trang cá nhân Facebook, đã có hàng ngàn người hâm mộ và chia sẻ với Hoa hậu nhằm động viên sức khỏe, khuyên cô không quá lo lắng vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Sự quan tâm của mọi người khiến Đỗ Thị Hà rất cảm động. Sau khi Miss World 2021 hoãn chung kết vì có nhiều người nhiễm COVID-19, Đỗ Hà đã rời Puerto Rico về Mỹ để chờ chuyến bay trở lại Việt Nam. Tại Puerto Rico, Cô đã thông báo từng tiếp xúc gần với 4 thí sinh là F0, thậm chí ôm hôn một người trong số đó. Nhưng chỉ vài tiếng sau, Đỗ Thị Hà thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi bay sang Mỹ.